Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai, chương trình hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các em có cơ hội tiếp tục được đến trường, được sống trong vòng tay yêu thương, dần vơi đi những mất mát để tiếp tục vươn lên. Chương trình do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. 3 năm nay, nhờ nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, em Trần Uyển Nhi có thể tiếp tục viết tiếp ước mơ được đến trường. Với thành tích học tập giỏi, vừa qua, Uyển Nhi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Ba em có bị Covid và qua đời trong thời gian chữa trị. Em không biết là việc học của mình từ đây phải như nào, vì ba em là người lao động chính trong nhà. Em cũng rất vui vì được cô chú, ban lãnh đạo cũng hỗ trợ tài chính cho em và gia đình em. Chương trình hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trong vòng 7 năm cho đến khi các em học xong lớp 12. Hàng tháng, mỗi học sinh được nhận mức kinh phí hỗ trợ là 2 triệu đồng. Nếu các em có nguyện vọng học nghề và các em có học cao hơn vào đại học tại các trường của khối thì sẽ sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho các em. Đảng ủy khối cũng sẽ hứa với gia đình, với các em là cũng sẽ cố gắng hết sức mình làm việc với các đơn vị trong khối. Các đơn vị hiện nay đã có chuyển đi rồi nhưng mà vẫn có cái sự phối hợp với khối là vẫn tiếp tục đồng hành và chăm lo cho các em trong thời gian sắp tới. Sau 3 năm thì Tổng công ty Phát điện 3 đã hỗ trợ cho các em với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em đến tận nhà để thăm hỏi, tặng quà, động viên cho các em. Trong năm học 2023-2024, bằng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của bản thân, 24 em học sinh trong tổng số 87 em học sinh được chăm lo, hỗ trợ của Đảng bộ khối đã đạt thành tích học tập xuất sắc. Khi được nhận những cái sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình đến từ chương trình thì em cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn. Năm học 2024-2025 đã bắt đầu. Dù không thể bù đắp hết những thiếu hụt tình thương khi mất cha vắng mẹ, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị cùng chính quyền địa phương, các cấp ủy đảng sẽ tiếp sức cho các em học sinh vững bước trên chặng đường tương lai, vẽ nên ước mơ của riêng mình. Qua bão giông cho dừa bình yên khi hoa ngon xuống bình minh bên mẹ mãi thôi.